Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe bán tải Mazda BT sản xuất năm 2016 mà bên em Lợi vừa mới lấy về. Chiếc xe chạy được 9 vạn odo và toàn bộ xe thì khẳng định cam kết với quý anh chị là không có đâm xô tai nạn ngập nước gì. Máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Xe đăng ký tên cá nhân biển Phú Thọ và toàn bộ xe từ đồng vỏ rất là căng này. Xe cũng được bác chủ lắp thêm lốp thùng thấp và cam hành trình màn hình đầy đủ hết rồi. Với cái chiếc xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan và xe Mazda BT sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Đấy, giá thì bên em đang công bố chào bán giá cực kỳ hợp lý tại thời điểm này là 395 triệu. Đấy, xe số tự động một cầu máy dầu phù hợp cho anh chị em nào mua về đi lại phục vụ gia đình công việc rất là hợp lý nhé. Đấy, toàn bộ đèn pha, đèn hậu và các kính đèn thì đều được em Lợi kiểm tra, đều zin, bao test hãng cho anh chị em. Anh chị em có thể mang ra hãng hoặc mượn đơn vị thứ ba đến kiểm tra, nếu phát hiện ra xe bị đâm trô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý khách chơi hàng nhá. Đấy, toàn bộ cái phần ngoại thất thì em Lợi vừa quay cho quý anh chị xem rồi. Xe cũng được bác chủ đi khá là giữ gìn và đặc biệt xe này thì cái khung gầm của chiếc xe rất là đẹp nhá, lốp lắp hoa la răng hoa cúc này, lốp cực kỳ dày nhá. Và các cái phần gầm phía trước phía sau đây em quay cho quý anh chị này. Đấy, phần gầm bự gầm nó đẹp như thế này này. Không có chạy công trường gì, bướng gầm cực kỳ đẹp nhá. Các cái phần đầu dàn sassi này, đấy, nguyên zin. Xe được trang bị xi nhan này, gương này, gương gập điện này, kính đèn đều dán phím cách nhiệt rồi. Và xe đăng kiểm thì mới đăng kiểm đây đấy, không có phạt nguội, không có thì nên là với đăng kiểm được. Toàn bộ đăng kiểm thì mới đăng kiểm nên là về cái phạt nguội là yên tâm, quý anh chị yên tâm. Đây, móc khóa này, mạ chrome này, đấy, toàn bộ rất là đẹp nhá. Sắt xi phía sau này đẹp này, sắt xi không mục ngoặt này, đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, toàn bộ phần gầm phía sau đây quay cho quý anh chị xem này. Đấy, nói chung là cái bướng gầm và cái phần gầm khá là mới và đẹp. Xe được này, trang bị cảm biến lùi này, này camera lùi này. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nha. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Và sau đây em sẽ quay vào cái phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Và đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cái táp ly này, đấy, táp ly cánh cửa đây, chỉ cánh cửa là zin 100% nhé. Bác nào có thể đến xem toàn bộ các cái phần nội thất ghế phía sau này, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, trại sàn là 5D rồi. Và trần của chiếc xe là trần thì nguyên bản từ đầu, trần cực kỳ đẹp này. Xe được trang bị xà ghế da zin theo xe nhé. Đấy, táp ly tay nắm cánh cửa tựa đầu, ghế không chảy rách gì. Bậc lên xuống của chiếc xe khá là đẹp. Các cái ốc cột, khóa cột này đều zin hết nhé. Đấy. Và cái dưới cái ánh nắng này, cái ánh kim này, sơn zin toàn bộ đây. Đấy. Toàn bộ cái ánh kim này là sơn zin toàn bộ. Chỉ cánh cửa phía trước thế đây, zin hết nhé. Kính đèn thì đều là theo năm sản xuất của chiếc xe đây quý anh chị này, đều năm 2016 nhé. Với cái chiếc BT 2016 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Hai bóng khí phía trước này đều là nguyên zin này, xe từ củ số này đến vô lăng còn khá là đẹp đây quý anh chị này. Bác nào mà biết chất xe, nhìn vô lăng củ số là có thể là biết được cái chất xe nó đi rất là ít nhé. Này, xe được trang bị điều hòa auto này, từ các cái núm quài đèn và đài nó đều không bị mòn. Này, xe được lắp thêm màn hình này, cam hành trình đây. Với cái tầm tiền mà 395 triệu rất hợp lý, một cái chiếc BT đời 2016 cực kỳ đẹp nhá. Về cái khung gầm sassi đây, này, không mục mọt gì. Toàn bộ các cái phần lót thùng phía sau này, ốc chỉ phía sau đều zin nhá. Và thêm cái lót thùng này, lót thùng
không chở hàng nặng nên là cực kỳ đẹp đây. Đấy. Tất cả các cái ốc tai đều zin hết. Đèn hậu của chiếc xe là nguyên bản nhé. Đấy. Đây là hai cánh cửa bên bên lái của chiếc xe nhé. Tất cả các phần chỉ cánh cửa em quay này, bác nào biết xem keo chỉ này, 100% là chỉ zin này, ốc này, tay nắm tóc ly chưa sơn lại này, nỉ đều đẹp hết và các cái bậc lên xuống này, xe quay mộc luôn cho quý khách hàng đây. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là đóng cửa nó độ cách âm khá là tốt. Toàn bộ xe được trang bị lên xuống kính điện này, gương gập điện này. Đấy. Kính bên phụ bên lái cũng 2016 hết nhá. Toàn bộ các cái kính thì em là kiểm tra hết rồi, chỉ cánh cửa này, đinh bấm đinh dập và các cái phần bậc lên xuống này. Đấy. Ốc cột, tem cột hai bên nhá. Mép ghế này cực kỳ đẹp rồi quý anh chị này. Vô lăng củ số đây. ODGO của chiếc xe là 9 vạn nhá. Đấy, khẳng định với quý anh chị là chất xe chuẩn chỉ đẹp. Đây em sẽ quay vào cái phần động cơ cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ động cơ là cam kết là máy zin này, phanh ABS 4 bánh này, ốc cabo là zin này, chỉ có bám đất thôi nhá. Đấy. Tất cả ốc cabo, ốc tai zin hết nhá. Đây. Các cái phần đầu này dù đều rất là đẹp nhá, máy khô ráo sạch sẽ này. Cổ bô, cổ xả của chiếc xe, các cái phần nhựa nó đều rất là đẹp. Đầu răng này. Nguyên zin, xe khẳng định với quý anh chị là xe đẹp, không tai nạn ngập nước gì. Đấy. Anh chị em lần đầu tiên xem xe video thì cho em lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em lợi về theo năm tháng.